Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những thông tin mới nhất vụ cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể khiến người lạ tử vong. Cơ quan pháp y đã phát hiện chất cyanua trong phủ tạng của nạn nhân. Theo kết quả khám nghiệm tử thi đã phát hiện thấy chất độc cyanua trong phủ tạng của nạn nhân, tạm gọi là chị C, nữ cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Những ngày vừa qua, sự việc Lại Thị Kiều Trang, 25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, bơm chất độc vào cốc trà sữa để hãm hại chị họ nhưng khiến một người lạ tử vong đã gây rúng động dư luận. Gần một tháng sau, sự việc đã được cơ quan công an làm rõ và người thân nạn nhân đau xót cho biết chị C, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình bị chết oan. Tuy nhiên, thời điểm chị C tử vong tại nơi làm việc, mọi người không nghi ngờ bất kỳ điều gì, nghĩ rằng đó là đột tử và từ chối khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, sau khi tội ác của Lại Thị Kiều Trang được hé lộ ra ánh sáng, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị C. Kết quả khám nghiệm tử thi đã phát hiện thấy chất độc cyanua trong phủ tạng của nạn nhân C. Nữ cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình bị đột tử tại bệnh viện ngày 3 tháng 12 năm 2019. Nạn nhân C được xác định là tử vong do chất độc cyanua. Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 3 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2019, Công an thành phố Thái Bình nhận được tin báo về việc một nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc. Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và đến ngày 25 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và bắt giữ khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang. Tại cơ quan điều tra, Trang khai có quan hệ tình cảm yêu đương với anh, tạm gọi là anh B, 30 tuổi, ở huyện Kiến Sương, là chồng của chị họ. Thời gian gần đây, anh B đòi chấm dứt quan hệ nên Trang rất buồn chán và nảy sinh ý định giết chị họ là chị A, 30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Sau đó, Trang lên mạng mua chất độc natri cyanua, rồi mua 6 hộp trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi cho chị họ ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Do lúc đó, chị A đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3 tháng 12, chị C là đồng nghiệp với chị A mở tủ lạnh, thấy có trà sữa liền mang ra uống. Sau đó, chị C thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì bị gục ngã trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Chị C được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy đã có kết luận cuối cùng là nạn nhân C bị chết là do chất độc cyanua trong phủ tạng mà đã được cơ quan pháp y khám nghiệm phát hiện ra. Như vậy có thể khẳng định là nạn nhân, tạm gọi là chị C, người mà bị chết oan, đã bị chết vì chất độc cyanua có trong phủ tạng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.